Giới thiệu với ông chú cháu là bạn Lệnh Hồ Sung, hôm nay nó đi hành tẩu giang hồ. Đi hành tẩu giang hồ à? Vâng, nó xem ông chú cắt tóc kiểu layer bông ấy, đẹp quá, nó bảo đến đây chú cắt cho nó. Cắt quả layer bông thì vào đây Lệnh Hồ Sung vào đây. Ui, tưởng ai mà hóa ra là Lệnh Hồ Sung à? Thế là Lệnh Hồ Sung định cắt kiểu layer bông gì? Vâng, đúng rồi ạ. Xung quanh Lệnh Hồ Sung thích cắt trắng hay xanh? Phải là trắng. Ờ, trắng cho là chiến nhá. Mình là dân giang hồ thì phải cắt trắng rồi, gáy nhọn nhá. Ok, gáy nhọn nhá. Ok, ngủ đi ông cháu. Này, Lệnh Hồ Sung ơi. Dậy đi, xem cắt trắng này được chưa? Ông cháu ơi. Thằng này gọi đéo dậy cả, Lệnh Hồ Sung. Nó người Trung Quốc nhỉ? Gọi đéo. Ai? Trắng thế này vừa tầm chưa? Hỏi nó vừa tầm chưa? Ok chưa? Vừa. Nó bảo ok rồi đi. Từ đấy tiến ra đây ngủ đi, bảo nó ngủ tiếp đi. Ngủ. Dậy đi ông cháu ơi. Để nó gọi cho anh người Trung mà. Đi hả? Xong rồi đây ông cháu, Lệnh Hồ Sung. Được không? Đâu này á? Chết rồi, nhầm mẹ rồi ông cháu ạ. Cứ những cái đầu bờ ấy. Sao? Ông chú ơi, thằng này nó bảo là ông chú cắt những cái đầu bờ ấy. Bảo thông cảm cho cái... Nó bảo ông trả tiền ông chú đâu, ông chú cắt như cái đầu bờ ấy, thôi cháu đi về. Sao? Tatala à, nó hỏi Tatala của... Nó có định ăn trộm của nó rồi ông cháu ạ. Thế ông chú đến cho... Nó đi... Thôi được rồi, hôm nào chú gặp, bảo nó hôm nào gặp Lô Phước Thịnh, chú tìm chú bảo đòi cho Lô Phước Thịnh nó mượn đi. Ok. Anh cái gì đây?